Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh An Giang vừa khai giảng khóa huấn luyện nâng cao năm 2024 đối với sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, chiến sĩ nghĩa vụ năm thứ hai. Tham gia khóa huấn luyện, 40 học viên là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, chiến sĩ nghĩa vụ được truyền đạt những kiến thức nâng cao kỹ thuật, chiến thuật, võ thuật công an nhân dân như công tác vũ trang canh gác mục tiêu, võ thuật công an nhân dân, kỹ năng sử dụng các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ, nhân dân. Thông qua lớp huấn luyện nhằm giúp các cán bộ chiến sĩ nắm vững và thực hành thuần thục các động tác kỹ thuật, chiến thuật, chiến đấu, quân sự, võ thuật, điều lệnh công an nhân dân, rèn luyện sức khỏe, tăng sức bền, sức chịu đựng, đồng thời rèn luyện bản lĩnh chiến đấu, ý chí quyết tâm cho cán bộ chiến sĩ, góp phần xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành cho biết đang tạm giữ hình sự các đối tượng Ngô Chí Hiếu, 17 tuổi, Nguyễn Thành Quy, 15 tuổi, Ngô Khắc Phương, 17 tuổi, cùng về hành vi cướp tài sản và Nguyễn Văn An, 23 tuổi, về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Các đối tượng cùng trú huyện Châu Thành. Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 1 tháng 6 năm 2024, Hiếu rủ Quy Phương đi cướp tài sản. Cả hai đồng ý. Sau khi bàn bạc, Phương điều khiển xe mô tô chở Hiếu và Quy đi tìm tài sản để cướp. Khi đến ấp Hòa Lợi 2, xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành, phát hiện bé trai 10 tuổi đang nằm võng cầm điện thoại di động chơi game trong sân nhà. Hiếu đi vào dùng dao quy hiếp bé để cướp điện thoại di động, rồi cả nhóm lên xe tẩu thoát về phòng trọ, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, gặp An. Hiếu nói với An có điện thoại vừa cướp được, kêu An chỉ chỗ đem cầm. An đồng ý, sau đó Hiếu cùng An và Quy đem chiếc điện thoại cầm được 1,8 triệu đồng, lấy tiền chia nhau tiêu xài và mua ma túy sử dụng. Sau khi tiếp nhận tin báo bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 16 giờ ngày 2 tháng 6, lực lượng cảnh sát điều tra công an huyện Châu Thành nhanh chóng xác định, đồng thời phối hợp công an xã Bình Hòa kiểm tra bắt giữ Hiếu cùng đồng bọn đang lẩn trốn tại phòng trọ. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xác minh làm rõ. Thưa quý vị và các bạn, trong vài năm gần đây, càn đước hay còn gọi là rùa đất lớn, rùa răng được nhiều người dân giống và nuôi tại gia. Với đam mê ham tìm tòi về các loài thủy sinh, sau nhiều năm thử nghiệm, ông Giang Trung Kiên, khóm Bình Khánh 7, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên đã thuần dưỡng và cho sinh sản thành công càn đước tại nhà, tạo ra nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. Thấy nghề nuôi càn đước có tiềm năng, ông Giang Trung Kiên đã tận dụng khoảng không gian trống trên tầng áp mái nhà với diện tích 30m² để xây dựng bể nuôi kiên cố, có hệ thống xử lý nước thải. Khi xây bể nuôi, ông Kiên đặc biệt lưu ý đến vị trí bể nuôi phải thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp, có hệ thống thoát nước để đảm bảo thuận tiện cho việc thay nước thường xuyên. Bể được xây bằng xi măng chắc chắn. Diện tích hay độ rộng của bể đủ lớn để đảm bảo đủ diện tích cho càn đước di chuyển thuận tiện. Theo ông Kiên, càn đước dễ nuôi, ít bệnh, nguồn thức ăn dễ tìm, chủ yếu là rau muống, rất rẻ và dễ kiếm, vì vậy mà tiết kiệm được một phần trong chi phí nuôi. Càn đước trung bình nuôi từ 1 đến 2 năm là có thể xuất chuồng với trọng lượng từ 5 đến 6 kg. Thương lái đến thu mua có giá ổn định từ 300.000 đồng đến 350.000 đồng một kg. Giá bán mỗi con giống thường là ở mức 400.000 đồng một con. Đặc biệt, nuôi càn đước không phụ thuộc nhiều vào thời gian, có thể làm công việc khác, tăng thêm thu nhập kinh tế cho gia đình. Theo nghiên cứu, trong môi trường nuôi nhốt, càn đước sống được hơn 35 năm. Tuy nhiên, ở mỗi cá thể càn đước sẽ khác nhau tùy thuộc vào môi trường nơi càn đước sinh sống, khả năng miễn dịch của mỗi cá thể mà có thể tuổi thọ sẽ tăng hoặc giảm. Đến nay, ông Kiên đã sở hữu gần 400 con càn đước, trong đó có 70 con bố mẹ. Đây đó, nuôi ở dưới đất cái mình thấy nó không hiệu quả, cái sao nó bị bệnh. Bệnh thấy nó bỏ vô mà nó không ăn, mình mới lên trên nóc mình mới bỏ chển, sao tuần hay tuần sao nó ăn mạnh lại, cái mình mới biết là con này không có nuôi trong mát được. Đầu mới lên trên đó, xây trên đó. Mấy năm sau ở đầu thấy nó đẻ nhiều đó, đầu mới nhân ra cái mâm sau ra là 20 mét nữa đó. Một năm nó ra là có con là cứ ở vùng ngoài rồi nó có điện mình thì mình bán là ở đâu mình giao à. Còn nếu nó không có đợt mua thì là mình để lớn 4-5 kg mình bán. Cũng có đợt nó 4-5 kg thì nó cũng bắt một cái lần cũng mấy trăm con vậy thôi. Nếu mà sau này nó có chặt nữa mình phải có tiền mình nhân rộng ra bằng hai cái đó nữa. Càn đước là loài vật tương đối dễ nuôi. Tuy nhiên, nếu không chăm sóc kỹ thì khó cho năng suất sinh sản cao. Để đạt hiệu quả kinh tế, người nuôi cần thay nước cho chuồng nuôi thường xuyên, bổ sung thêm dinh dưỡng bằng việc thay đổi khẩu phần ăn và chọn rau củ còn tươi. Vì loài đẻ trứng nên khi càn đước mẹ mang thai cần được chăm sóc tốt nhất, ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ.
Trứng càng đước cần được để ở nơi có nhiệt độ phù hợp thì mới có thể nở được. Mô hình nuôi càng đước là mô hình mới, bước đầu cho hiệu quả kinh tế cao. Địa phương đang tìm hiểu và nghiên cứu để nhân rộng, góp phần phát triển kinh tế hộ cho người dân. Thì trong quá trình thì đánh giá thì cái mô hình này thì đối áp dụng gia đình, thứ nhất là về cái hiệu quả. Hiệu quả là ảnh tận dụng được cái nóc nhà phía trên của ảnh. Cái thứ hai nữa là nó cũng không cần phải tốn cái thức ăn, chỉ gia công đi cắt ra muối gì cho nó ăn. Bên cạnh đó là hai vợ chồng ảnh cùng nhau là chăm sóc cũng như là thay nước, thì nó cũng không có tốn cái phần chi phí bên ngoài. Nhưng mà lợi nhuận sau một năm á, thì ảnh sẽ bán cho thương lái, người ta lại mua, thì bình quân một năm ảnh xuất thì khoảng giá dao động từ 100 đến 120 triệu đồng trên một năm. Thì cái này là hiệu quả cải thiện cho gia đình ảnh cũng như là phát triển kinh tế địa phương. Thời gian tới thì Hội Nông Dân vẫn khuyến khích chỗ anh Kiên để nới rộng mô hình, để làm sao là phát triển cái mô hình này trên địa bàn của phường. Càng đước là loài đang có nguy cơ tuyệt chủng và cần được bảo tồn. Theo quy định, đây là đối tượng động vật bị hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại, nhưng được phép gây nuôi khi có nguồn gốc hợp pháp. Các hộ khi nuôi nhốt, dù mục đích thương mại hay làm cảnh, đều phải thông qua thủ tục, có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp để cơ quan chức năng cấp sổ theo dõi. Vì vậy, để việc nuôi càng đước hợp pháp, ông Giang Trung Kiên đã tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về tổ chức chuồng trại, trang bị đầy đủ các loại chứng chỉ để được phép hành nghề.